Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngon và Lành. Cứ mỗi khi đến dịp Tết Trung Thu thì trên thị trường rất nhiều các loại bánh. Tuy nhiên thì các bà nội trợ vẫn muốn tự tay làm những chiếc bánh xinh xinh để có thể gửi tặng bạn bè cũng như là để cho gia đình được thưởng thức. Và ngày hôm nay thì Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại bánh Trung Thu mà có lẽ là năm nay đang là gây hot đấy ạ. Và người sẽ cùng đồng hành với tôi và giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là chị Phạm Ngọc Bích. Vâng, chị là chuyên gia làm bánh và cũng có thâm niên trong giới làm bánh cũng khá lâu rồi đúng không chị Bích? Vâng ạ. Chào chị Đức, chào quý vị và khán giả. Tôi tham gia làm bánh từ năm 2015. Cũng là sở thích, thích bánh, yêu thích những cái hình bánh xinh ạ. Rồi cơ duyên thì lại đưa đến thành làm, thành số lượng nhiều. Có nghĩa là cũng có thời gian cũng là 7 năm rồi. Dạ vâng ạ. Có lẽ là như vậy là bạn cũng đã có kinh nghiệm khá là nhiều rồi. Nghe nói rằng là năm nay thì rất là nhiều các loại nhân bánh để cho quý vị các bạn lựa chọn đúng không ạ? Dạ vâng. Thì và một cái nhân bánh mà có thể nói là cũng đang rất được các mọi người yêu thích này, nhất là giới trẻ, đó là bánh nhân trứng chảy đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thật ra là bánh này đã có từ năm ngoái rồi. Năm nay thì mọi người có vẻ thích hơn. Về nhiều cái nó mới lạ hơn ấy chị. Nó sẽ có là nguyên liệu là trứng muối, bột cottage, whipping, sữa bột, bơ. Cái đấy là làm cho là cái chân nhân chảy đấy đúng không ạ? Dạ vâng, để làm cái nhân chảy là sau khi mà mình nấu được cái nhân chảy đấy thì mình sẽ phải cấp đông, cấp đông để thành viên, rồi lúc đấy thì mình mới làm được nên một cái bánh. Vỏ bánh thì vẫn như là bánh bình thường đó chị, không khác gì cả. Sẽ gồm có là nước đường. Nước đường này thì sẽ là nấu trước nửa năm. Thì nước đường nấu trước nửa năm thì bánh nó sẽ đóng được bánh nét hơn, thì bánh sẽ ngon hơn. Gồm và dầu ăn, bột mì. Chỉ có như vậy thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng bắt tay vào để xem chị Bích hướng dẫn cái cách làm của bánh nhân trứng chảy như thế nào nhé. Để làm cái nhân trứng chảy này thì các bạn sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho mình trước một ngày. Trứng muối thì chúng mình sẽ nướng qua và mình đã, ở đây là mình đã nghiền trước ra, mình lấy dĩa, dĩa để nghiền trước ra cái trứng muối này để khi mà mình nấu thì nó dễ hơn. Thì bây giờ mình sẽ là cho trứng muối này, bơ này, whipping này và bột cottage với cả sữa bột cho vào để chúng ta nấu. Chúng tức ta là nấu thành cái sốt. Tức là mình sẽ nấu làm nhân trước hả bạn? Dạ vâng ạ, mình sẽ phải làm nhân trước. Trứng muối ở đây là em sẽ dùng là khoảng 5 quả. 5 quả thì mình sẽ nghiền ra. Mình nghiền ra rồi mình cho vào để xem, để nấu. Cho bơ. Bơ khoảng bao nhiêu gram ạ? Bơ ở đây là 25g ạ. Tiếp đến là sữa bột. Sữa bột là 30g ạ. Bột sư tử thì mình chỉ cần cho 3g thôi ạ. Cái này là có tác dụng gì ạ? Bột sư tử thì tác dụng nó làm cho cái bánh nó thêm được thơm hơn chị. Trong lúc nấu cái nguyên liệu này thì có cần phải lưu ý gì không? Vì mình nghĩ rằng là với những cái nguyên liệu này thì cũng dễ là bị bén nổi lắm đấy ạ. Cái này thì mình nên chỉ để lửa nhỏ thôi ạ. Lửa nhỏ thôi, tầm khoảng tầm là để tầm 500. Với những bạn mà làm không chuyên ấy ạ, thì nên để tầm 500 thôi để cho đỡ bén nổi. Và mình nhớ là quậy thử luyên tay ấy ạ. Chứ đừng dừng ạ. Mình đã thấy cái mùi nó rất là thơm hơn rồi. Và hình như là nó cũng đã tách dầu và nó cũng chảy gọi là lỏng nó rồi đúng không ạ? Thế này là sắp được chưa ạ? Thế này là sắp được ạ. Nhưng mà mình chưa thấy mịn lắm thì có phải xay không? Mình sẽ ra cái dây ạ, lỏng qua dây ạ. Mình sẽ dây qua cho nó mịn. Mình sẽ cho vào túi bát kem để sau đấy mình sẽ cho vào khuôn. Cho vào khuôn thì khi mà mình lấy ra, sau mình cấp đông mình lấy ra thì mình sẽ dễ hơn. Và nặn bánh nó sẽ dễ hơn ạ. Đây là công đoạn để cho nó cái bột nó mịn hơn đấy ạ. Dạ vâng ạ, cái này là để làm cho bánh nó mịn hơn, cái nhân chảy sau này nó sẽ mịn hơn. Bây giờ mình sẽ nhét cái túi bát kem xuống này. Bơm ra khuôn này vào sau đấy mình để tủ đông. Để ngăn đá đấy. Dạ vâng ạ, để ngăn đá. Để ngăn đá phải xác định là để tầm 24 giờ đi ạ. Thì nó mới đông, vì nó chảy, đã nhân càng chảy thì nó đông rất là lâu ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ để cái này vào ngăn đá. Cái này thì mình sẽ để vào ngăn đá. Vâng, trong vòng khoảng bao nhiêu lâu thì nó mới đông vậy? 24 giờ đấy ạ. Và bây giờ thì tạm thời chúng ta sẽ để vào ngăn đá thì mình sẽ chuyển sang công đoạn nào?
Bây giờ mình sẽ công đoạn là mình sẽ làm xên nhân và mình làm vỏ. Chúng ta sẽ đến công đoạn làm vỏ bánh nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ dùng là nước đường, dầu ăn và bột mì. Ở đây thì em đã làm sẵn, em đã có sẵn như 160g nước đường và 25g dầu ăn. Chỗ này thì em sẽ dùng là 100g bột mì. Tức là ở đây trong này thì bạn ấy đã trộn sẵn nước đường và dầu ăn rồi ạ. Cái làm lớp vỏ này các bạn lưu ý là khi mà mình trộn mình phải trộn nhanh tay và bóp ít lần thôi. Các bạn nếu như mà các bạn bóp nhiều lần thì sẽ dẫn đến tình trạng là vỏ bột bị chai, thì sẽ là mất nét. Dùng tay để bóp nhá. Bóp tay cho nó đều hơn đúng không ạ? Dạ, vâng. Sau khi mình quậy mình kiểu như là trộn cho nó đều hơn. Tức là không được nhào đúng không? Dạ vâng ạ. Nhào sẽ là dẫn đến chai á. Mình chỉ bóp thôi cho nó ngấm nhá. Và bây giờ mình sẽ ủ tầm 15 phút. Mình sẽ ủ để cho bột nghỉ 15 phút. Trong khi mà chờ cho bột nghỉ thì mình sẽ làm nhân. Nhân thì ở đây em đã chuẩn bị sẵn. Tức là ở đây có cái bánh trứng muối chảy thì hôm nay chúng ta có tận 2 lớp nhân hả bạn? Dạ vâng ạ. Trứng muối chảy thì mình sẽ có 2 lớp nhân. Ở đây em đã chuẩn bị sẵn là nhân trà xanh. Nhân trà xanh thì khi mà cái trứng muối chảy nó đông rồi ạ. Thì mình sẽ nhét lớp trứng muối chảy vào giữa cái nhân trà xanh này. Và sau đấy mình mới bọc lớp vỏ ở ngoài. Tức là sự bánh của chúng ta là gồm có 3 lớp. Trong cùng đó là cái nhân trứng chảy mà chúng ta vừa thực hiện đó. Dạ vâng. Và đến là cái nhân này thì là nhân trà xanh. Nhân trà xanh. Và tiếp đến thì là cái nhân vỏ bạn làm. Dạ vâng. Trong cái nhân trà xanh này thì có bên trong có cái gì không hay là chỉ là bột trà xanh thôi? Nhân trà xanh này được làm từ đậu xanh. Từ đậu xanh, xên từ đậu xanh. Và sau khi mà mình xên xong thì mình sẽ phải để qua đêm một hôm. Để tủ lạnh qua đêm một hôm để cho nhân nó cứng thì bắt đầu mình mới làm được. Tức là ở đây là cái thành phẩm chính của nó là đậu xanh. Xong rồi đồng mình hòa với cả cái matcha để tạo matcha, màu đúng không? À, vâng ạ, tạo màu vào mùi. Ngày hôm nay thì bạn Bích cũng đã làm sẵn cái nhân gọi là tạm thời là cái nhân bọc của cái nhân chảy đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Để khi chúng ta cắt ra đấy ạ thì chúng ta thấy rõ được là cái lớp chảy bên trong nó là màu vàng vàng, bên ngoài là màu xanh. Dạ vâng. Thì nhìn rất là đẹp mắt đúng không ạ? Dạ. Đây là trứng muối chảy mình đã để đông, cấp đông 24 tiếng ở trong khuôn, và bây giờ mình sẽ lấy ra để cho vào trong nhân của trà xanh. Mặc dù nó là đã để ngăn đông nhưng mà nó không phải là cái kiểu đông như đá đúng không ạ? Dạ vâng. Thì nhân này nó là đông. nhân dẻo. Sau khi mà làm bánh xong thì mình sẽ phải đóng bánh luôn và để mang lên nướng luôn ạ. Không có bánh nó sẽ chảy rồi lúc đấy bánh nó sẽ bục ạ. Bây giờ mình sẽ công đoạn là mình cho nhồi nhân chảy vào trong nhân trà xanh. Thì chúng ta sẽ ấn một ngón tay cái này vào giữa bánh này và lách dần ra. Lách dần ra đến như này thì ta sẽ thả hai cục chảy vào đây như này. Mỗi một bánh có hai viên như này để cho nhân chảy được nhiều ạ. Bắt đầu ta đẩy, dùng cái lòng bàn tay để đẩy dần nhân lên để bọc bao vào cho đảm bảo cho là cái nhân chảy nó ở giữa bánh á. Thì khi cắt ra bánh nó sẽ được đẹp ạ. Xong cái phần nhân rồi thì có lẽ là cái phần vỏ chúng ta ủ từ nãy giờ nó chắc cũng đã đến thời gian rồi đúng không ạ? Vỏ đã đến thời gian rồi ạ. Bây giờ cái vỏ khi mà sau khi đã ủ xong, chúng ta muốn mix nhân trà xanh bằng vỏ tinh than tre hay vỏ matcha đều được hết. Thì lúc đấy chúng ta sẽ chia ra để mix. Bây giờ chúng ta sẽ trộn với cả bột matcha. Matcha ở đây thì ta sẽ bột matcha ở đây thì ta sẽ cho khoảng tầm 10g ạ. Cái vỏ của mix này thì màu này thì sẽ do khẩu vị hoặc là do sở thích của mỗi người. Chia xong và sau đây bây giờ mình sẽ cán vỏ để bọc vào những lớp nhân. Ở đây thì em sẽ đặt qua cái lớp ni lông này để cho nó hạn chế dùng bột thôi ạ. Vì là nếu như là chúng ta dùng bột áo nhiều ạ thì khi mà nướng bánh xong thì bánh sẽ hiện lên hiện tượng là nứt mặt. Nó gọi là nứt chân chi, nó sẽ không được đẹp. Đây, em sẽ đặt nhân ở giữa vỏ như này. Chúng ta phải úp vỏ xuống như này để cho nó đẩy cái lớp không khí ra. Mình sẽ dồn dần lên, đẩy tay dồn dần lên.
phải làm cái công đoạn thật rất là khéo đấy, nếu mà không khéo thì nó sẽ lộ cái nhân bên trong của chúng ta ra. Dạ vâng. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ cho bánh vào lò. Thì nhiệt độ là mình sẽ để là 195 độ, nhiệt độ trên và nhiệt độ dưới là 195 độ. Thời gian nướng lần 1 là mình sẽ để 2 lần. Đối với bánh nhân chảy thì mình sẽ nướng là 2 lần ạ. Như vậy là sau thời gian mà chế biến cũng như là chị Bích cũng đã hướng dẫn cái cách nướng bánh rồi thì thành phẩm của chúng ta đã ra rồi đúng không ạ? Dạ, màu sắc rất là đẹp mắt này. Ở đây còn bánh thì khi mà đã cắt ra thì các bạn cũng đã nhìn thấy là nhân chảy rất là hấp dẫn đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu về cái từng công đoạn của cái bánh này trước. Đầu tiên thì khi mà nướng bánh ấy, thì theo Bích thì cái cảm quan đầu tiên như thế nào là chiếc bánh của chúng ta sẽ đạt được yêu cầu? Khi mà mình nướng bánh lần một rất là quan trọng ạ. Là bánh lúc đấy nó phải là đục hết, không được là trong. Bánh trong là bánh vẫn còn sống, chưa chín á, thì mình sẽ là nướng ngay lần một là mình sẽ phải bắt buộc là phải quan sát mặt bánh. Vì mỗi một cái lò không phải là mình cứ chỉ cần nhìn vào cái nhiệt độ lò, mà mình còn phải nhìn vào mặt bánh, quan sát vào mặt bánh để mình biết là cái bánh của mình nó đã chín hay chưa. Với bánh màu thì chúng ta chỉ cần nướng 2 lần thôi là đã được rồi ạ. Nhiệt độ của cái bánh nướng chảy này thì chúng ta sẽ nướng ngắn thời gian nhưng nhiệt là nhiệt cao, nhiệt tầm 198-200 độ, nướng trong vòng 12 phút lần đầu, lần 2 mình sẽ nướng 10 phút là xong, bánh đã xong. Với bánh màu thì chúng ta không nên quét trứng, quét trứng thì nó sẽ không đẹp mà chúng ta sẽ là để nguyên ạ. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến vào cái nhân nhá. Dạ. Thì để hỏi xem Bích rằng là khi mà mình thưởng thức cái bánh này thì cái hương vị đầu tiên mà cái bánh trứng chảy nó mang đến cho cái người thưởng thức nó sẽ hương vị như thế nào đầu tiên nhỉ? Bánh trứng chảy, nói đến trứng chảy thì sẽ là trứng muối rồi. Trứng muối, vị trứng muối rất là mình sẽ cảm nhận rõ ràng được thấy vị trứng muối, vị ngậy. Và nó lại không quá ngọt. Bánh handmade nó khác với cả bánh những bánh khác là nó không quá ngọt. Ăn thì có vị ngậy, vị bùi ạ. Cách bảo quản đi và cũng như là cách hướng dẫn sử dụng thì Bích có thể nói rõ hơn không? Nó có khác gì với nhiều bánh truyền thống không? Với bánh nhân chảy thì mình sẽ không để ngoài. Vì là để ngoài khi mà cái nhiệt độ bánh nhân nó chảy nó sẽ tạo nên độ ẩm rất là nhiều, bánh nó rất dễ hỏng. Nên ra là bánh nhân chảy này thì chúng ta nên bảo quản trong tủ lạnh. Khi ăn thì ta sẽ bỏ ra bắn lò vi sóng tầm 30 đến 40 giây là bánh sẽ ăn được rồi ạ. Và cái thời gian mà chúng ta từ khi mà nướng bánh cho đến khi mà sử dụng thì khuyến cáo trong vòng bao nhiêu ngày ạ? Bánh này thì ta sẽ để được khoảng tầm 5 ngày. Tức là cái thời gian nó rất là ít so với cái bánh truyền thống và các nhân khác đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, vì là nó cũng có những cái nhân của chúng ta nó sẽ dễ bị hỏng hơn. Dạ vâng. Và tôi nghĩ rằng là với chiếc bánh này thì có lẽ là nó cũng hơi cầu kỳ một xíu. Dạ, từ cách chuẩn bị này, công đoạn, nhưng mà có lẽ nếu mà chúng ta đã làm được chiếc bánh này rồi thì rất là có ý nghĩa bên cạnh gia đình cũng như là bạn bè. Và chúc cho bạn Bích có nhiều sức khỏe để bạn có thể sáng tạo thêm nhiều loại bánh nữa. Và một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau.